Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em lại theo yêu cầu của các chị em thì em sẽ mang tới cho anh chị và các bạn một mẫu xe kiểu dáng hatchback nhỏ gọn đi trong phố cực kỳ đẹp. Đó là một chiếc Suzuki Swift sản xuất là 2020 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe lăn bánh với quãng đường chỉ với 6.000 km anh chị ạ. Xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với một chiếc xe có ngoại thất là màu trắng cực kỳ đẹp này, em sẽ quay qua tổng quan chi tiết về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe để anh chị và bạn có thể tham quan qua và đánh giá về chất lượng những mẫu xe đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình. Địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Các bác nào quan tâm thì em mời các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Bên đơn vị thì rất nhiều các mẫu xe để anh chị và các bạn có thể lựa chọn trong tầm tiền và khoảng giá để anh chị bạn có thể lựa chọn. Đấy, chất lượng thì cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ để anh chị bạn có thể yên tâm. Sai đâu thì cứ hợp đồng ra phạt theo cái điều khoản hợp đồng thôi. Đấy. Và bây giờ là ta đi xem cái phần đầu xe. Đầu xe thì nó cũng có một cái chi tiết nổi bật như cái đèn bi và đèn sương mù thì là dạng halogen. Đấy. Mặt ca lăng này, các chi tiết thiết kế mẫu này nó cũng nhìn anh chị và các bạn nhìn xa xa thì nó sẽ là lá giống cái mẫu Mini Cooper của Đức. Đấy. Mâm thì trang bị mâm màu kim, mặt lan mới rồi. Tay nắm cửa thì có mở cửa thông minh. Đây là các chi tiết về cụm đèn hậu dạng LED rồi, được thiết kế rất là trau chuốt tinh tế ấy. Phần gian cốp của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi thôi. Đấy. Với dòng hatchback này anh chị và các bạn có thể gập phẳng cái hàng ghế thứ hai xuống để tạo thêm cái không gian chứa đồ khi cần. Keo chỉ đính tán của chiếc xe này thì em quay qua các bạn có thể thấy. Chủ xe đã dán kính màu rồi nên chị mua về sẽ không phải làm gì nữa. Đây là cái phần mở cánh cửa sau, nó cũng rất giống cái mẫu Acura, nó có các phần mở cửa ở trên cùng này. Nội thất của chiếc xe thì nó trang bị nội thất ghế lỉ. Nếu mà các bác là không yêu thích ghế lỉ này, mình về mình có thể để thay thế bằng bộ ghế da, nó sẽ thoải mái hơn. Ghế lỉ thì nó cũng, thứ nhất nó hơi nóng, mà hai nữa là cái trời lồm thì nó cũng hơi có mùi. Và đây là những cái chi tiết các bác có thể thấy từ những cái phần cánh cửa ở ghế lái, ở phần là ghế lái này thì nó có điều chỉnh lên xuống kính. Đấy. Cái chi tiết như là lên xuống kính, chỉnh gương. Và đây những cái phần ốc bản lề, ốc cánh cửa em quay rõ để cho các bác có thể quan sát qua xem về tình trạng của chiếc xe. Đấy. Chất ghế lì này thì ngồi nó cũng rất là thoải mái thôi, nó cũng rất là dễ chịu, chỉ mỗi tội là đến cái trời lồm thì nó mùi hơi khó chịu. Màn hình giải trí rồi là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có giới hạn tốc độ, cruise control, đồng hồ hiển thị thông tin. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi tham quan về phần máy móc của em. Chiếc xe này thì nó lăn bánh với chỉ có 6.000 km thôi chị ạ, cũng chỉ gần chạy hết đốt đa thôi. Xe thì vừa mới về cửa hàng nên em quay luôn cho anh chị bạn thì tham quan qua. Đây là những phần máy móc của chiếc xe này, xe có như nào thì em quay như vậy để các bác có thể thấy được. Nếu mà các bác nào đang quan tâm thì em mời các bác hãy qua cửa hàng nhé. Và em xin tổng hợp sơ qua lại thông tin chi tiết về chiếc xe Suzuki Swift sản xuất là 2020 nhập khẩu với chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và hiện đang được đơn vị giao bán cho với mức giá là 640 triệu. Đây là chiếc xe bản full lăn bánh với 6.000 km thôi chị ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.